nhịn nhục nhất là nghề giáo viên tại Việt Nam. Sau màn combat với thầy giáo thì nữ sinh này đã cảm thấy bị sang chấn tâm lý và không đến trường nữa. Nhà trường thì vẫn khuyên nhủ động viên em nữ sinh này đi học trở lại. Báo chí tập trung đưa tin xoay quanh tâm lý đau buồn của nữ sinh này, nhưng hình như chả có ai đưa tin gì về thầy giáo cả. Rằng thầy cảm thấy như thế nào khi bị nữ sinh này chửi bới thậm tệ như vậy, liệu thầy có bất ổn về mặt tâm lý không? Hay mặc định rằng thầy giáo chẳng làm sao cả, thầy cô thì cũng là con người mà vốn là con người, đâu có ai chịu chấp nhận việc bị sỉ nhục ngay trong giờ làm việc. Mà đây còn là bục giảng thiêng liêng trong lớp học, nơi thầy cô phải được tôn trọng ở mức cao nhất. Đã đành, người thầy còn bị trách ngược vì đã đôi co với học sinh nên khiến nữ sinh này thêm bực tức và hành động quá đà hơn. Giờ bị học trò xúc phạm mày tao rồi mặc kệ chịu thua, để học trò thích làm gì thì làm, mà đuổi ra khỏi lớp hay đánh đòn học sinh thì bị phạt, thậm chí là bị mất việc. Nhiều người cho chúng ta lớn lên bằng một tâm thế đổ lỗi, khi bị ngã thì lỗi do cái nền nhà, khi bị ngã xe thì đổ lỗi do cái xe. Lúc nào cũng ở trong tâm thế đổ lỗi thay vì nhìn thẳng thật là lỗi do bản thân. Nữ sinh trên đã học lớp 12, tức là độ tuổi khoảng 17-18, ở độ tuổi này thì đã không còn nhỏ nữa và sắp là độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự rồi. Trong video, thầy giáo đã nói rằng đã nhắc nhở nhiều lần rồi, nhưng nữ sinh này vẫn không nghe. Vậy thì dựa vào đâu để nói rằng nữ sinh này đã hối hận rồi sang chấn tâm lý? Một điều đáng buồn nữa là cả lớp không có một em học sinh nào lên tiếng bảo vệ thầy, không có một em học sinh nào lên tiếng bảo nữ sinh kia trật tự lại, thậm chí còn có tiếng cười đùa, tiếng hô nhẹ vang lên. Nếu xử lý không khéo trường hợp này chắc chắn sẽ tạo ra rất nhiều tiền đề khác, rằng các em học sinh có thể xúc phạm thầy cô giáo đi rồi về nhà, trách ngược lại thầy cô đôi co. Nói là trầm cảm, sang chấn tâm lý do tuổi dậy thì tâm lý bất ổn vân vân, rồi thế là được bao bọc, được che chở và chẳng bị làm sao cả. Có khi lại được nhà trường, các thầy cô giáo đến thăm, trò chuyện tặng quà ấy chứ. Và rồi chính thầy cô, những nạn nhân của sự xúc phạm miệt thị mới là người bị xử phạt, bị trách ngược lại vì đã không nắm bắt được tâm lý học sinh hay là hành xử thiếu kinh nghiệm. Từ đó tạo ra những cá thể học sinh coi nhà trường bằng vùng, coi giáo viên như đầy tớ, coi luật pháp và quy định như trò đùa, coi đạo đức như rẻ rách. Truyền thống tốt đẹp tôn sư trọng đạo của người Việt bao đời nay đang ở đâu rồi ạ? Mà cũng công nhận rằng, nhịn nhục nhất thì phải là nghề giáo viên tại Việt Nam.